Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đó mình đi chợ, mời mọi người cùng theo chân của mình vô chợ để xem trong chợ nó bán gì thì mua về ăn mọi người ha. Mình không có quay kỹ chi tiết của cái chợ đó, mình quay chỗ mà mình cần mua đồ thôi. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo mình. Thì hôm nay là ngày chủ nhật bên mình, mình muốn đi mua một cái gì đó về ăn và mời cùng mọi người ăn chung với mình luôn bữa nay. Thì chợ này á cũng ở gần mình, đi xe khoảng gần 30 phút đó mọi người. Chợ này chợ của người Philippines đó, bán rất là nhiều đồ luôn, mà người Phi thì nhiều hơn. Tại vì cái chỗ mình đi chợ này là Daily City, chỗ này á, thành phố này có nhiều người Phi ở lắm. Mình cũng hay thích đi cái chợ này. Thì ở đây đó mình thấy nó có bán ốc gạo biển nhỏ nè, mình sẽ mua 2 bịch đem về để luộc ăn mọi người ha. Thì 2 bịch ốc này giá của nó là 30 đồng đó mọi người, tính tiền Việt Nam thì khoảng 600-700 ngàn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luộc ốc mọi người ha. Mình sẽ rửa sạch trước và sau đó thì sẽ luộc ốc. Thì luộc ốc thì mình cũng làm đơn giản, nhanh gọn lẹ lắm. Mình rửa thiệt là sạch, mình bỏ vào chút xíu bột nêm và mình chung nước xả với gừng với là một cây hành nữa, đơn giản như vậy thôi. Và mình xài một chút xíu nước, tại vì ốc này nó cũng ra nước nữa. Như vậy thì mình ăn chung với muối tiêu chanh, muối gừng với rau răm là được rồi. Và mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi video của mình ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một lần nữa xin chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, bình an, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình mọi người ha. Và ốc này con ốc nó nhỏ xíu ha, luộc nó cũng dễ chín lắm. Mình đã ăn một lần rồi cho nên mình biết là luộc khoảng 10 đến 15 phút là ốc đã chín rồi. Thì bây giờ đó mình hẹn mọi người 20 phút sau ha, ốc mình chín xong rồi mình sẽ bày ra bàn và mời mọi người ăn chung với mình. Thì đó, mọi người thấy không? Cái nồi ốc của mình nè, nó đã sôi đó, nó là chín rồi đó. Wow, có mùi nghe nó thơm, thơm nức luôn đó mọi người. Mình có bỏ sả ở dưới đó cho nên thơm, có mùi sả nữa. Nghe ngon tuyệt vời luôn đó mọi người ha. Thơm quá, ngon quá. Thì bây giờ mình để cho nó nguội một chút xíu và sau đó thì sẽ đổ ra một cái mâm và bỏ lên bàn, dọn ra bàn đó. Mời mọi người cùng ăn chung và trò chuyện với ba mẹ con mình hôm nay ha. Thì mình nghĩ rằng video của mình hôm nay chắc cũng dài đó, dài tầm khoảng hơn 20 phút. Mong rằng mọi người cố gắng theo dõi và xem hết video cùng mình mọi người ha. Cảm ơn mọi người thật thật là nhiều. Bây giờ không nào không nào, đừng có tái nào, con không chọn hết trơn vậy. Trừ một cái thôi, con muốn cái nào cũng chọn một cái thôi nghe chưa. Ok. Bây giờ 1, 2, 3, 2 nè. Xíu đi. Xíu đi, hai nhìn lại điện thoại xíu đi. Xíu đi. Hi. 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 Xíu đi, con kỳ dở quá. Xíu đi, con kỳ vỗ tay đi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xíu đi giỏi, giỏi. Xíu đi giỏi, giỏi. Con muốn ăn nào? Con muốn chơi cái đấy đó hả?
Ok con lái đi. Con hồi nãy con chọc trái rồi là con lái cái này, con đừng có chọc nhiều trái quá nó hư. Rồi con tôi có ngốc không? Dạ. Ok mọi người, vậy thì hôm nay lại là một ngày chủ nhật nữa đến rồi. Hôm nay đó. Hả? Ok con chờ mẹ nói xong rồi con nói ha. Con chờ mẹ nói chuyện xong đã. Thì hôm nay mình đi chợ đó, mình thấy người ta bán cái ốc này nè, mà ốc này đây người ta gọi là ốc gạo biển đó. Cái vỏ nó cứng lắm, nó không có giống như cái hạt ốc, nó không có giống như con ốc gạo ở Việt Nam mình, là cái vỏ nó mềm hơn đó, mà nước ngọt nữa. Cái này của nước biển mọi người ha, cái này nó mặn lắm. Thì cái này mình cũng không biết mà để ăn nữa, mình thấy nó bán đó rồi mình mua mình đem về mình ăn thử thì mình thấy nó ngon, thì nó cũng ăn cũng được, cũng ok. Nó giống con ốc dừa ở Việt Nam mình. Cái thịt của nó thì nó giống con ốc dừa của Việt Nam mình, mà còn cái hình hài của nó thì giống con ốc gạo hơn. Nó nhỏ xíu à, ăn là phải xài cái tâm á. Ok đợi mà xíu. Ăn thì mới xài cái tâm đó, mình gỡ rồi đó mọi người. Thì nhà mình không có ai ăn hết trơn á, có mình ăn hà. Cho nên hôm nay mình mua về đó, mình ăn rồi mình giới thiệu đến mọi người, mời mọi người cùng ăn chung với mình. Với mẹ con mình hôm nay luôn mọi người ha. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu ăn. Thì để ăn ốc gạo này thì ở đây mình có muối tiêu ha, muối tiêu chanh đó, rồi mình có thêm mắm gừng nữa. Thì mình chấm với mắm gừng cũng rất là ngon, mình cũng chuẩn bị sẵn một chén mắm gừng luôn. Ăn xong thì mình có thể tán miệng bằng quýt ha, mình đi chợ mua quýt đó. Apple hả? Ok. Thì quýt này nó cũng rất là ngọt, cái màu nó đỏ vậy chứ nó ngọt lắm mọi người. Quýt đầu mùa cho nên nó thường nó không có ngon bằng quýt quýt mùa chánh của nó ha, mà cái hiệu này cũng ngọt lắm. Xin đi qua bạn nào hả? Ok. Này bà này xin đi nè, xin đi siêu quại. Măng kia ngốc không? Măng kia ngốc không? Nở tì. Không, ớt này nó không, không mà để ra nó không có cay nè. Con biết ăn không? Con gỡ ra nè. Nè. Con ăn đi. Ăn thử đi, mẹ mở thử cho con ha. Ăn thử coi. Thử ngon không? Mở gỡ nè. Ngon à. Vậy con tự gỡ, con tự ăn đi. Con trai mình ăn thấy ngon đúng không mọi người? Thì bây giờ mình sẽ dắt chanh với muối tiêu chanh với ớt ha. Muốn ăn nữa hả? Ok, đợi mẹ xin. Xin đi đâu vậy? Xin đi lại để ngồi với mẹ nè. Con trai mình nó ăn nó thấy ngon đúng không mọi người? Mọi người mọi người thấy không? Con ốc nó có chút xíu à, nó giống như con ốc ốc dừa của Việt Nam mình đó. Ăn đi con. Mọi người thấy không, mình mở cho con trai mình nè. Nè con. Ok. Làm như con trai mình ăn trước rồi mình chút xíu nữa mình ăn sau. Thì con ốc nó như thế này nè mọi người thấy không, nó nhỏ xíu giống như con ốc dừa vậy đó. Ở Việt Nam á có cây gai á, cây gai người ta bẻ trong rừng đó. Nó đem nó ra dễ hơn, mình xài cái tăm xỉa răng đó nên cũng hơi khó. Thì mọi người thấy mình á hấp ốc chứ xả rồi đó. Thì cái ốc này nè mình hấp với xả với là củ gừng với là ớt sừng á, ớt cay đó mình đập ra mình bỏ vô mình hấp, mình bỏ một xíu bột nêm nữa. Rồi đem ra mình ăn chung với rau răm nó cũng ngon nữa. Này con. Con trai mẹ. Mình chưa có ăn nhưng mà mình mở cho con trai mình ăn không hà mà mình cũng chảy nước miếng nữa. Làm cho nó ăn trước chút mình ăn sao. Ăn cái này thì mọi người biết không, nó hơi mất công. Thường người mình ở đây ít ăn lắm, chỉ có người Tàu họ ăn, vì cái mình mua cái tiệm đó người Tàu mà. Người Tàu với người Phi á là họ hay ăn ngót này đó. Chỗ mình thì có bán mà không biết chợ từ những tiểu bang khác nó có bán con ốc giống vậy không. Mời mọi người ha, mình ăn miếng mình chấm với miếng mắm gừng cũng ngon nữa. Ăn với xíu rau răm luôn. Ngon quá. Chấm thử với muối tiêu coi. Chấm với muối tiêu cũng ngon nữa. Chấm mắm gừng cũng ngon, muối tiêu cũng ngon. Con trai mình thì nó không có ăn cay được cho nên là không có chấm. Con. Ngon quá. Ngon có chút xíu à mọi người thấy không? Nhỏ lắm.
ăn mấy miếng mì có ốc dừa vậy đó. Con không ăn nữa hả? À, con không ăn nữa thôi mẹ ăn. Mẹ con ăn quýt đi. Con trai mày giỏi lắm. Con gái mình nó bỏ con chạy đi đâu rồi không biết nữa. Mời mọi người ha. Ăn cái món gừng cũng ngon ha. Ngon quá. Ăn con ống thì hơi mất công tại đây nhỏ xíu đó. Rồi mình phải móc nó ra như thế này nè, mình phải lẻ ra như thế này nè. Rồi mình lấy cái lưỡi của nó mình bỏ ra nữa. Mọi người thấy cái lưỡi nó không? Cái lưỡi nó chút xíu à. Hơi mất công chút xíu. Nhưng mà ăn nó lạ miệng nó cũng ngon ngon. Cũng vui vui. Mình thì mình thích ăn mấy con ốc này nhỏ chút xíu này vậy đó. Nhà mình thì không có thích ăn. Nhà mình nói là nó không có thịt á. Con uống nước rồi. Uống nước xong đây ngồi với mẹ nè. Hả? Ngồi đây uống nước, uống chai của em được nè. Rồi chút xíu mà lấy nước cho con. Rồi qua đây ngồi với mẹ cho vui. Ha. Chai mày giỏi lắm. Mà nó cũng không phải bán hoài nữa mọi người. Lâu lâu nó mới bán một lần hả? Bữa nay tới mùa cua rồi mà. Người ta học cũng chưa bán nhiều nữa. Nhưng mà mới đầu mùa cua nó cũng mắc. Ngon quá. Ok. 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 Chưa đâu có đâu vậy. Nó không ăn mà đu thì nó phá không à. Nhỏ con gái nó chạy vô chơi cha nó rồi. Mời mọi người ha. Chấm ống gừng cũng ngon mà chấm với muối tiêu cũng ngon nữa. Ngon quá. Ăn cái này không biết khi nào mới no nữa. Rồi ống có xíu à. Mình lục ống này đơn giản đó, mình về mình rửa thiệt là sạch đó. Mình quăng vô cây sả với củ gừng nữa. Xíu bột nêm. Đổ xíu nước thôi, bị ốc này ra nước đó. Xong rồi khoảng 10 phút là ốc này chín đang dễ chín đó. Ốc có xíu xíu mà mọi người thấy không? Hứng kỳ lên đi ngồi con. À, lên đi ngồi với mẹ nè. Ngon quá. À con muốn ngồi đó hả? Ok. Con muốn cái này hả? Để mà lấy cái khác cho. Này mà chó này nè. Cái nào ok? Ok. 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 Con trai mày giỏi đó. Siêu quại không á mọi người. Quại chịu nổi luôn. Mời mọi người ha. Ăn mấy rau răm ngon ngon. Ăn không anh? Ăn ốc này không? Bạn ngồi ăn chung với em nè. Ăn nó hơi mất công. Ông ta thì dở quá. Ở Việt Nam mình ở biển á, có con ốc gạo nhỏ xíu siêu thế nào đó nè. Ăn cũng ngon đó. Mùa hè là nó hay có. Mỗi khi mà ra Tết đó. Mọi người thấy không? Mình làm chấm ống gừng ngon dữ sợ. Quá ngon luôn á. Chấm chấm này ghiền luôn á. Vậy muốn tiêu chanh mình làm cũng hấp dẫn nữa. Cắt chanh vô thôi. Khá là ngon. Cái này mình làm ớt nhiều á, nó hơi cay. Cay quá. Ăn một mình ăn không biết khi nào nó thấy cái gì ốc này. Từ nãy giờ mình ăn mấy cái chuyện này con mọi người thấy không? Con tài mình đi theo không phá. Con nhỏ quá. Ăn ốc không Hiền? Ăn con nó mất con nó nhỏ kìa. Cái này không hút được. Mà mọi người tiếp tục ăn với mình ha. Ăn ốc xong rồi ăn quýt, quýt ngọt lắm, ngon lắm. Mời mọi người. Từ nãy giờ mình chén nước mắm ở đây nè, mình chấm nước mắm hoài luôn, mình quay chấm muối đó. Rồi bây giờ con mày chấm muối.
chấm muối ăn. Chấm muối đi canh này cũng ngon. Quá ngon luôn. Chấm muối đi canh ngon chứ. Có hai miếng canh nữa chanh lắm. Sao con? Cái gì con? Con muốn đổ trái khác à? Ok. Nè. Ok. Nó phá. Con mình ăn nó không ăn mà nó phá. Ngon quá. Mọi người biết không? Nhìn nó vậy á, nó không có rẻ đâu đó, nó mắc lắm á. Nó là mình mua hai bịch. Hai bịch không biết bao nhiêu phao quên mất tiêu rồi. Mà hai bịch nó là 30 đồng đó. 30 đồng thì tính ra tiền Việt Nam mình khoảng 600 mấy 700 ngàn. Chừng nào ốc đây mọi người. Chứ không có rẻ đâu đó, nhìn vậy nó cũng mắc lắm. Mình mua ốc một chỗ, mình mua xả một chỗ, mình mua rau răm một chỗ. Cái chỗ bán ốc á thì nó không có bán rau răm với bán xả. Cái chỗ mà bán xả bán rau răm á thì nó không có bán ốc. Rồi mình phải kêu mình chở thêm hai đứa con mình nữa. Mình kêu ông xã mình chở mình với hai đứa con mình đi vòng vòng hai ba chỗ mua được. Mới mua được ốc, mới mua được xả, mới mua được rau răm để về ăn đó mọi người. Măng Kỳ, sao vậy? Chứ đâu phải, giống như Việt Nam mình, mấy cái chợ Việt Nam mình cũng đầy đủ. Mình tới một cái chợ này mua gì á, mình mua một cái gì đó là bán đầy đủ luôn. Còn ở đây á, ở đây nhiều khi mình muốn mua nhưng mà nhiều khi thiếu đủ thứ nguyên liệu hết trơn á. Tại vì cái chỗ mình ở nó cũng ít người Việt đó. Cho nên là đồ bán cho người Việt cũng ít á. Nên nhiều khi mà từ nhà mình nó đi tới mấy cái chợ đó đi khoảng 15 phút chạy xe. Đi tới lui lui nữa. Rồi mọi người biết rồi, mùa này đâu phải là bình thường hả? Con đi qua đi lại con coi chừng tông cái máy phim lại, coi chừng tông cái máy rồi phim của mẹ. Thì mọi người biết rồi, mùa này đó nó không có giống như là không giống như cái mùa bình thường như những năm khác. Mà ở trong thân đâu mình ở đó dịch cũng còn bị nặng hơn, ca nhiễm mỗi ngày tăng cao lên luôn. Bây giờ cái gì chỗ nào người ta họ cũng đóng hết trơn á, khắc khe vậy đó. Đi tới chỗ nào đi làm gì phải xếp hàng đợi như một cái tiệm người ta vậy đó. Người ta đâu cho vô đông hồi xưa, họ cho 5 người đi vô là họ đợi 5 người nó ra rồi họ mới cho 5 người khác vô. Bởi đi mua đồ nhiều khi cả buổi trời vậy đó mọi người, phải xếp hàng, phải đợi, phải đứng nhăn giảng ra vậy đó mọi người. Bởi vậy làm cái gì nó cũng lâu hơn hồi xưa. Bởi vậy làm cái gì nó cũng lâu hơn hồi xưa là vậy đó mọi người. Cuộc sống bây giờ ngày càng không khí nó cũng không còn sạch nữa. Giống như bệnh á, đi đâu cũng hay đeo khẩu trang, đi đâu cũng phải xài nước rửa tay, đi đâu phải xếp hàng hết trơn, phải đợi. Mình cầu trời cho cái bệnh này nó mau mau qua, nó mau mau nó có thuốc chích người đó mọi người, thì mình cũng tự tin ra đường bớt. Bản thân mình thì mình không phải sợ, nhưng mình phải lo cho con mình. Mọi người biết rồi, nhà mà có người già mới có trẻ nhỏ đó, mình phải giữ. Cho nên đi đâu nó cũng hư ái. Mời mọi người ha. Ngon quá. Ngon lắm mọi người, ăn cái này ghiền á. Nó nghĩ nó bắt mùi á. Mình lẻ được một con rồi, nó muốn mình lẻ thêm con nữa. Nó như nhỏ 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 mà ăn cũng thơm thơm, cũng ngon. Nó bắt mùi đó. Cho nên là ăn cũng có hấp dẫn, cũng ghiền, cũng ngon. Nãy giờ 5 phút đâu qua rồi mình mới ăn được chuyện này nè. Măng Kỳ qua sao, qua đây ngồi với mẹ đi. No. Qua sau lưng ngồi sau lưng với mẹ kìa.
nghe không? Đâu quá. Nắng đi. Đâu quá. Quá làm sao đi ngồi với mẹ đi. Mẹ nắng nỉ đó. Mẹ nắng nỉ đó. Hai đứa con mình bỏ chạy hết trơn rồi. Còn có mình với mấy mọi người. Ngồi mẹ. Ngồi không thấy chơi mẹ. Xin nè. Ngon quá. Bây giờ mình đang ốc rồi mọi người ha. Bây giờ mình mời mọi người ăn cúc với mình ha. Mình bóc ra một cái ha. Mọi người thấy nó không? Cái đỏ, cái màu cam cam của nó đẹp quá ha. Mà rất là ngọt mọi người. Xin nghe ngồi với mẹ nè. Quýt đầu mùa thì nó không có ngon. Còn mùa của nó thì quýt nó sẽ ngon hơn. Mọi người thấy không? Mình bóc ra rồi nè. Mời mọi người ăn quýt với mẹ con mình ha. Ăn trắng miệng quýt. Cái muối của nó bên trong thì nhìn nó cũng bình thường, nó không có đỏ lắm đúng không mọi người? Mời mọi người ha. Ngọt. Mà thường quýt này là ngọt rồi đúng không? Thường quýt này thì ngọt. Ăn quýt. Mời mọi người ha. Quýt ngon. Ngọt quá. Con mình nó phá không mà. Nó không ăn, tôi còn lái nó chơi. Bay với mẹ không? Đây lại bay với mẹ nè. Ngồi nè. Xin đi xuất hiện rồi mọi người. Nãy giờ vô trận chơi ra đi nó. Giờ Xin đi đã xuất hiện ở lại. Xin đi giỏi lắm. Ok mọi người, vậy thì video của mình tới đây mình cũng xin dừng ha. Mình cũng ăn quýt rồi, ăn ốc xong rồi đó. Thì mẹ con mình á, xin chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, bình an, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình ha. Và nếu như ai yêu mến mẹ con mình, xin hãy cho mình một like, một fan và một sub như mọi người để ủng hộ tinh thần mẹ con mình ha. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video kế tiếp của mẹ con mình ha. Và mẹ con mình xin bye bye và chào tạm biệt ở đây. Monkey Sydney bye mọi người, Monkey Sydney. Mình kể Sydney bye nè, một hai bye nè. Sydney bye nè. Bye. 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 Sydney giỏi. Sydney vỗ tay đi. Đúng rồi. Bye bye mọi người ha. Bye bye.